các bạn nhé. Đây Yến Xuân Hà giao bộ thái dương năng Gold 180 lít Gold cho khách hàng ở Thạch Thất các bạn ạ. Đây 180 lít Yến Xuân Hà xếp gọn lên xe này. Mồm thái dương năng phi 58 18, tức là 18 ống phi 58. Đây Gold hay Nano nó ở đây này các bạn này. Thái dương năng Gold. Đấy, cũng đi đánh dấu vào Gold là Gold này. Hàng nguyên đai nguyên hộp như này nhá. Thùng bảo ôn này. Hai hộp ống chân không. Cái này là 18 ống á, mỗi hộp 9 ống. Khách hàng ở quanh khu vực nội thành Hà Nội và giáp danh Hà Nội nhá. Giáp danh Hà Nội Yến Xuân Hà chở cho các bạn thì các bạn được tặng thêm cái bộ cái phụ kiện này. Có cút nối ống này. Có 3 cút gen và 7 cái cút thường. Đấy. Và một cây ống nóng, một cây ống lạnh, mỗi cây là 4 mét. Cái bộ phụ kiện này trị giá là 300 nghìn đấy các bạn ạ. Rồi, ok. Nay là Yến Xuân Hà giao ở Thạch Thất, Hà Nội cho khách hàng. Rồi, từ đây, từ kho Yến Xuân Hà đến đến nhà khách hàng khoảng gần 30 cây các bạn ạ. Xịt soát 30 cây. Vâng, các bạn nhìn thấy bộ ốc phụ kiện của thái chức năng Xuân Hà này. Đây toàn bộ ốc bằng inox chuẩn 304 nhá. Và các kép điện rất là dày dặn. Đấy, hàng dùng hàng Xuân Hà thì các bạn hoàn toàn yên tâm, dùng nhiều năm không hỏng. Bộ chân này. Ok, toàn bộ inox nhá. Đây cái bình bảo ôn thái chức năng Gold các bạn, ở bên trong nó là lớp inox 304 này. Bên ngoài cũng là inox 304 sáng bóng. Vâng, thưa các bạn, nói đến đây đến cái phụ kiện kèm theo của bộ năng lượng như từng cái con ốc hoặc những con ốc bắt chân đế hoặc là những cái kép điện để chúng ta lắp kết nối đường nước nóng nước lạnh của bình nước nóng năng lượng mặt trời ấy, thì Yến Xuân Hà có ghi hình lại được một số những cái sản phẩm khác, sản phẩm bình nước nóng năng lượng mặt trời của những hãng khác mà khách hàng đã và đang sử dụng được một số năm, được 5 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm vân vân. Thì nó tuy là những cái phụ kiện nhỏ của bình nước nóng năng lượng, nó chất lượng kém thì nó sẽ ảnh hưởng, nó làm ảnh hưởng đến chất lượng và làm hỏng cả bộ năng lượng luôn. Ok, đối với Xuân Hà thì được chăm chút chất lượng từ những con ốc, từ những con ốc trở lên đấy. Thì còn những cái hãng khác thì các bạn thấy là những hàng trôi nổi thì họ làm sao để tối ưu nhất về giá bán để cạnh tranh, và những cái hàng giá rẻ đấy thì đa phần là họ chỉ triển khai được ở những cái thị trường tỉnh thôi các bạn. Còn đối với thị trường trung tâm ở các thành phố lớn thì những hãng khác, những hãng nhỏ lẻ thì gần như là không thể nào mà bán được hàng. Rồi đây các bạn, đây là cái bộ năng lượng hướng dương. Khách hàng, anh dùng được bao nhiêu năm rồi anh? Này khoảng 8 năm, hơn 8 năm. Khách hàng đã dùng được 8 năm, bây giờ nó bị hỏng này. Cái đời cũ ngày xưa nó, cái gen này nó bị oxy hóa. Và nó bị gì rồi? Đây, nhấc ra này. Đứt ra luôn. Đứt ra luôn. Đứt ra. Đấy, thủng luôn. Ôi, dồi toàn đất. Thế thì vứt đi rồi. Vứt đi rồi, cái này vứt đi rồi. Vứt đi rồi, vứt đi. Không làm những cái này là nó đấy, đấy là nó bằng inox đấy. Con này không phải là inox. Yeah. Vâng. Con này nó mạ cái này này. Cái này đúng rồi, không. Cái này không nó này mạ inox. Tí nữa anh dùng cái hàng Sơn Hà anh tháo ra anh biết nó rồi, khác hẳn luôn. Này thì vứt đi rồi, không làm gì. Vứt rồi. Đây cái bộ này nó bị rỉ như này này, đây con này. Ôi, yeah. Nó gần như là đất. mục hết rồi. Đấy, bên trong là lắng là hơi nóng, nóng. Kể cả cái này. Cái này mà vặn ra là cũng gãy. Không vặn hơi gãy là gãy. Nó cũng như thế, nó gì mà. Chất liệu như này là vứt đi. Vâng, nó gì nó gãy. Chất liệu như này vứt đi. Nó phải inox thật cơ. Vâng. Đấy khách hàng đang dùng cái bộ này được 8 năm rồi. Giờ nó hỏng rồi, khách hàng mua của Yến Xuân Hà cái bộ thái dương năng Gold 160 lít 16 ống để thay thế vào vị trí của bộ này. Bộ này nó hỏng gì hết rồi. Khách hàng chờ vị trí lắp đặt ở đây cũng khá là vừa, chuẩn rồi, đủ để lắp bộ 180 lít. Đối với cái ốc inox này thì các bạn dùng 10 năm, 20 năm cho tháo ra vẫn tốt. Cái van một chiều này, đây là van một chiều lá các bạn nhé, bằng đồng ạ. Đấy, các kép điện rất là dày. Ok. Thưa các bạn, là bộ chân Yến Xuân Hà đã gá xong cái bộ chân, riêng bộ chân của bộ thái chức năng 180 lít Gold. Cái bộ này thì cái chân của nó là một chiều 1m53 và một chiều 1m9 các bạn nhé.
1m53, 1m9. Đấy, khi đưa bình bảo ôn lên thì tổng chiều cao của cả chân đến đỉnh bình là 1m16, gọi là 1m2 các bạn ạ. Rồi, ok. Vâng, và bây giờ đã là 5:30 chiều, tức là gần tối rồi. Yến Xuân Hà đã hoàn thành xong bộ năng lượng thái dương năng Gold 108 lít cho khách hàng ở đây ở Thạch Thất các bạn nhé. Vâng, các bạn mua hàng thì mong rằng các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Yến Xuân Hà, số điện thoại 0963410990. Yến Xuân Hà sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn. Đấy, cái bộ năng lượng này là 108 lít Gold, hàng xịn Xuân Hà các bạn nhé, hàng chính hãng, bảo hành 5 năm các bạn. Ok, xin chào. Mua sản phẩm Sơn Hà giá tốt tại yensonha.vn hoặc sonha.fhi.com.vn.